vâng chúng tôi xin giao lưu với bạn chiến và một số bạn thành và nga có câu hỏi như thế này giữa những tranh luận gây gắt về việc nên hay không nên ăn thịt chó nhiều người vẫn không hiểu tại sao các vị tu hành lại khuyên mọi người kiêng thịt chó thịt chó chứa nhiều đạm và, và nguồn dinh dưỡng rất là dồi dào Vậy có yếu tố tâm linh nào mà chúng ta cần cân nhắc mỗi khi có ý định ăn thịt chó hay không? Vẫn đen, xui xẻo hay nghiệp báo? Điều gì làm cho người ta sợ hãi? Mong chương trình giải đáp. Đó. À, đây là một câu hỏi rất là hay. Và nhiều người quan tâm. Nhiều người quan tâm. Và... Ngày xưa thì khi chúng tôi còn làm, tôi làm doanh nghiệp thì ăn thịt chó thường xuyên. Trong các cái tỉnh miền Bắc này, những chỗ nào thịt chó ngon là chúng tôi đều biết. Vì hay rủ dê đi tận cái nơi Hà Nội ngày xưa ấy, thì là thịt chó ở Tây Hồ ấy, quận Tây Hồ, Yên Phụ là nổi tiếng rồi là ở Việt Trì cầu Việt Trì nó có rồi ở ước lễ là có rồi là ở Hà Bắc Đồng Nguyên cũng có rồi là Hải Dương là cầu cất cũng có thì Nam Định là có cầu vòi cũng có thì nói chung là những cái chỗ nào thì chó nổi tiếng nhà chúng tôi đều biết và cũng khẳng định đúng là ăn thịt chó nhiều đạm nhiều đạm và nó cũng ngon Đó, nếu đối với người nghiện thịt chó thì cũng ngon rủ dê nhau đi ăn thịt chó thậm chí ngon hơn thịt lợn rất là nhiều và người ta nói là thịt chó nóng không phải thịt chó tính hàn tính hàn nhưng nó có nhiều năng lượng và khi ta ăn thì ta có một số cái gia vị nữa ví dụ như là một số gia vị củ gừng hay một số cái lá thơm nó tính nóng cho nên người ta tưởng là thịt chó nóng nhưng thực ra nó không phải nóng như các loại ớt mà nó do nó năng lượng nó nhiều thịt chó thì, thì, các bạn hỏi câu là thịt chó có nhiều đạm nhiều dinh dưỡng tôi khẳng định điều đó là đúng nhưng có một điều khác nữa có phải là cái việc thịt chó liên quan đến tâm linh hay không bây giờ chúng ta nên bàn chứ còn vế một thịt chó so với thịt lợn hay một số À, loại thịt khác dinh dưỡng hơn và, hơn và nó cũng bổ dưỡng hơn dễ ăn hơn để khẳng định thậm chí còn làm bảy món cái có nhiều cái phương pháp nhất là người Hàn Quốc sang đây để thích lắm hay là đi Trung Quốc sang đây dẫn ông đi ăn thịt chó gọi là cẩu dâu đi sang Trung Quốc gọi là cẩu dâu là họ gật gù thích lắm hay một số người các dân tộc sang Việt Nam thích ăn thịt chó đều thấy có vì ăn nó có khoái khẩu hơn và làm làm sao là phải nấu bảy món đó là trong một cái nồi là trong một nồi thôi mà bảy món gọi là cầy tơ bảy món nó là như thế thì uh, nó là một cái thuật ngữ rất là uh, hấp dẫn cho những người <laughs> bia thì, bia bọt thịt chó Đấy thế thì bây giờ đứng về phương diện tâm linh ấy. thì ngay cả ngày xưa cũng vậy thôi mà rủ nhau đi ăn thịt chó ấy. đi tự nhiên lại phải kiên ngày rằm mùng 1 à. và hôm nay không ăn thịt chó ngày dòng một không ăn thịt chó vì đầu tháng sợ đen nhất là đầu năm không bao giờ từ ngày tết thì đi rủ nhau đi ăn thịt chó cả đấy là cái điều đặc biệt cho dù những ông nghiện thịt chó đến bao nhiêu chừng nữa nhưng không ngày tết với ngày mùng một không rủ nhau đi ăn thịt chó. Đó, đấy là một cái mà à, tôi cho là rất là độc đáo. Đấy, do vậy mà à, tôi nghĩ có một vấn đề gì tâm linh đây. Trước mắt về mặt tâm lý tôi thấy con người ta à, tức là đa phần à, giết những con chó nuôi, chứ còn tôi chưa tính chó rừng, bởi vì lâu nay chúng ta à, À, bắt được con chó rừng về thì rất ít, rất ít, mà đa phần là thịt con chó nuôi, mà thậm chí còn có cái bọn mà đi bắt trộm chó nữa và nhân dân người ta bắt trộm chó cho trộm cái khác thì người ta không không bực Nhưng mà đánh trộm chó, thậm chí người ta đánh rất nhiều kẻ bắt trộm chó, một kẻ đánh chết thì thôi, không hiểu sao người ta căm thù những những cái bọn bắt trộm chó đến thế, vậy thì ăn thịt chó, vào họ cũng kiêng ngăn ngày ngày rằm ngày mùng 1. Vì sao? Họ đen. Như vậy về mặt tâm linh phải có một cái gì đấy họ mới kiêng ngày rằm mùng một chứ nhỉ? À là có. Về mặt tâm lý những cái con chó mà chúng ta nuôi chứ con chó rừng thì chúng ta không tính. Nhưng hôm nay nói chủ yếu là con chó nuôi. Vì hầu hết chúng ta giết thì chó các càng thì chó là bắt được chó nuôi chứ chúng ta hãy xem trong cái loài gọi là xúc vật người ta gọi là khuyển mã trung thành có hai loại vật trung thành nhất với con người đó là con chó và con ngựa con ngựa nó cũng rất trung thành con chó nó cũng rất trung thành trung thành là cái câu cửa miệng là con không chê cha mẹ khó chó không chê chủ nghèo đó đứa trẻ con ấy nhà mình nghèo thế nào nghèo nhưng nó không sang hàng xóm bỏ cha mẹ đâu mà đi sang hàng xóm không, không có nhà nghèo nó cũng về bố mẹ và con chó nhà nghèo nhưng nhà hàng xóm giàu nó cũng không sang hàng xóm ở đấy là một cái đặc tính hai là trung thành thế như con ngựa thì ta nói sau như con chó trung thành có rất nhiều những cái gương những cái hình ảnh nói về cái sự trung thành của con chó con chó Ngày xưa chúng tôi đi làm Thường nói rằng Những anh kinh doanh Nhất là kinh doanh ngành xây dựng gọi là, Chó không biết mặt chủ Tức là Khi chúng ta về Thì 11, 12 giờ đêm rồi Thì Tối hồi tôi đi Xe của mình về cách trăm mét Cách trăm mét Mà con chó Nhà mình nó bắt đầu nó nghe thấy tiếng xe nó giỏi thì nghe tiếng xe nó đã chạy ra rồi nghe tiếng xe nó chạy ra vẫy đuôi quýt quýt nhưng mình gặp trên đường đi làm ăn niềm vui hay nỗi buồn thì con chó đều ra à, đón tiếp hôn hít chân rồi vẫy đuôi tỏ ra rất mừng rỡ lần nào cũng vậy và trước khi đi xa hay đi đâu đó đi làm việc con chó nó cũng có tiễn ra đến tận cửa rất xa xong phải đuổi nó về à, tiễn và nhiều những cái hình ảnh mà khi chủ chết ấy khi người chủ chết ấy, con chó nó ra mộ nó nằm nó khóc và rất nhiều cái hình ảnh con chó đến những cái cửa hàng bán hoa ấy, nó à, ngoạm một bông hoa nó chạy về nó đến mộ chủ nó nằm nhiều con chó nằm ở đấy mà có khi đến đói thì có khi đến chết nó cũng đi theo chủ cái gương con chó trung thành thì không chỉ ở nước ta mà trên cả thế giới hay là chúng ta đọc cái quyển cái tác phẩm của Hemingway ấy, nói về tình yêu cuộc sống hoặc là cái chuyện về nói về con chó hay con bấc trong cái chuyện ấy hay viết về những con chó thì thấy là con chó không những nó thông minh nó thông minh nó trung thành mà nó đọc được ý ý nghĩ của người chủ rất giỏi và thậm chí ngành công an tôi ngày xưa tôi dạy để quân trúc ấy, ngay cạnh đó có trường C 500 bên cạnh là có cái khoa khoa dạy chó đấy gọi gọi là cảnh khuyển mà thậm chí con chó còn được phong là sĩ quan đấy sĩ quan nó có chế độ ăn và được nuôi dưỡng và nó nhận lệnh rất rất là rõ ràng à, hiện nay các vị thấy ở đi sắp úc chẳng hạn mà sau khi máy móc thiết bị rồi nhưng mà vẫn có một cái cửa cuối cùng là cho chó nó ngửi cho chó nó ngửi hàng ông bọc thế nào thì bọc nhưng mà đi qua khâu con chó nó ngửi ma túy là biết biết ngay Đó. như vậy con chó nó cũng không những nó tác dụng đối với con người và mũi nó rất là tinh vi thậm chí có những trường hợp mà cái kẻ sát nhân hoặc cái gì đấy họ chỉ lấy cái cái khăn hay là cái áo con chó ngửi mà cái kẻ gây án đi mấy ngày rồi mà nó ngửi cái đấy mà đi đâu nó vẫn lần theo được nó tải nó kinh khủng thế bởi vì sao trong mấy ngày rồi thì gió mưa không khí nào kia thế mà nó vẫn lần theo để nó tìm được đến cái chỗ mà gây án được đây để nói rằng tác dụng mà cái con chó trung thành tận tụy trước hết là nó trung thành tận tụy như thế và chúng ta thấy rằng về lương tâm đối với một con vật trung thành tận tụy với chủ chúng ta vui thì không nói gì nhưng buồn hoạn nạn khó khăn nó không từ bỏ ta thế mà ngẫu nhiên tự nhiên ta lại mang nó ra để làm thịt vì nó ngon nhưng mà trong cái lương tâm ấy, thấy rất dã dạ man thì con người mình nhận thấy rất dã dạ man và khi mình nhận ra những điều đó thì tự nhiên thì ăn không mới ngon những ngày xưa mà đi làm công tác nhất là đi đấu thầu các công trình chẳng hạn thì đi gọi là đi uh, bỏ thầu đi nhận thầu đã phải rủ nhau đi đánh chén bằng thì chó rồi xong đang làm đến nghiệm thu từng phần cũng đánh chó và tổng kết cũng đánh chó đó. và ở đây rất là có nhiều câu chuyện liên quan đến thịt chó ngay cả năm cao viết trẻ con không ăn thì được thịt chó Có với nhiều cái nói đến việc thịt chó nhưng là từ khi mình nghĩ lại và từ khi chúng tôi đọc nhiều những cái câu chuyện liên quan đến thịt chó Tự nhiên tôi ăn không thấy ngon nữa. Chứ ngày xưa ăn thịt chó ngon lắm Nhưng bây giờ Ăn không thấy ngon Thậm chí mấy cái ông bạn bây giờ rủ dê đi ăn thịt chó thì đi, đi, đi đến thì tôi bảo hôm nay thì tôi Bụng dạ bất an thì không ăn được Nhưng mà thực ra mình ăn không biết ngon Bởi vì cái trong tâm mình khởi lên một cái gì đó nó bất nhẫn lắm chưa kể hiện nay có nhiều những câu chuyện về những cái gia đình kinh doanh thịt chó. À, bây giờ ta lại xoay sang nếu như mà nó tốt thì hiện nay tất cả những cửa hàng kinh doanh thịt chó tại sao không tốt được? Ngày xưa cách đây khoảng chục năm thôi, các vị cứ lên tây hồ với lại à, à, cái vùng mà đê yên phụ la liệt các hàng thịt chó mà trong phố cũng có đến nỗi mà nó, nó giàu kinh khủng nhanh lắm nhưng tất cả những hàng thịt chó ở đây yên phụ hoặc hồ tây bây giờ sạch nếu mà giàu và hiệu quả tại sao nó lại bị tiêu thống kê rằng tất cả những cửa hàng thịt chó anh lãi có thể năm bảy tỷ nhưng thất tổn thất lớn hơn rất nhiều Tổn thất về hạnh phúc Gia đình, nghề nghiệp và con cái Nọ kia tiêu luôn Những cái mà tổn thất Mà Tai nạn Của những gia đình kinh doanh thì chó Lớn hơn rất nhiều những đồng tiền thu được Mặc dù ăn thì chó Cái ngày đấy có lãi luôn Lãi luôn Thậm chí ở đây Tôi thấy ở ngày xưa ở cái chợ Kim Liên Thì chỗ quanh này có nhiều cái cửa hàng thịt chó Cửa thịt chó và họ Để ra đấy Nhìn rất hấp dẫn, con chó vàng rộn Và chúng tôi đã chứng kiến Có những hôm mà người ta bán chó Chứ chưa kể bán thịt thôi nhé ăn chó Hoặc chứng kiến Có những cửa hàng Mà ăn ốc khỉ Ăn ốc khỉ là Người ta nhốt con khỉ vào trong để Mỗi cái đầu thò lên xong là lấy cái dao phạt cái đầu của con khỉ bằng cái thìa này ra xong lấy cái thì múc ăn bao giờ múc cái não khỉ ăn hết thì con khỉ nó chết nhưng trước khi phạt đấy, con khỉ nó chắp tay nó lại này. thương tâm lắm kể cả chó cũng thế trước khi bắt chó về giết nó quặt cái khỉ nhưng mà nó cũng rớm rớm nước mắt ra đau khổ lắm nhưng có một điều là những cái nhà thịt chó ngày xưa bán thịt chó ở kim liên hiện nay không còn nữa vì cái nhà đấy có những nhà bị tai nạn cả nhà cả gia đình bị tai nạn hết và có một chuyện ở trong một cái làng ở chỗ hà tây à, cái làng đấy thì hầu như cả làng thịt chó nhưng nó có cái chuyện thế này là có một cái làng đấy cỗ phải thì chó mới là hay là cái làng này đồng nguyên cỗ phải có thì chó mới là sao. nhưng mà cái làng đấy giết chó có ngày họ giết thằng hàng mấy chục con hàng trăm con xong đêm các nơi đi đến đến đấy để lấy để phân phối các nơi có những người mà đi đường đi phóng xe làm nghề đi bắt chó thì chó như đi phóng xe Đấy, nhìn thấy ừ. phía trước thế con chó nó rồ cái bắt đầu phóng xe đâm đầu vào vào gốc cây tai nạn còn có một cái nhà là chuyện có thật thì cũng không tiện nói tên nhưng cái nhà đấy giết chó nhiều lắm à, thì có một cái chảo rất to đun nước sôi xình xịch thế là khi thường ấy là quẳng cái con chó vào nước sôi đấy để làm thịt thì không hiểu sao cái ông chủ của cái nhà đó Thì đêm Đêm sớm không hiểu sao Vấp ngã hay là làm sao ông quán cả nào Người coi như chui hẳn vào Cái chảo Hỏi nước sôi đấy Vậy sau Sáng là người nhà đến vớt Ông ra Và cái nhà đó Không bao giờ dám Và Giết thịt chó Ông là người giết chó mà Có chăng Là phải thuê một cái người giết chó Ở làng khác đến giết sau khi nó đập chết chó xong để bắt đầu mới làm, mới xử lý rồi vặt lông thế này thế khác như vậy cả cái làng đó giết chó nhưng không dám trực tiếp giết mà lại phải thuê người khác giết ở làng khác đến giết như vậy thì qua thống kê những cái người làm nghề giết chó, kể cả kẻ ăn trộm chó thì bị đánh chết đã đành nhưng người làm nghề giết chó nghề bán thịt chó cửa hàng bán thịt chó không bao giờ khá giả nên được và người ta nói rằng bị báo oán không chỉ phải trong kiếp sau mà ngay trong kiếp này báo oán bệnh tật con cái hư hỏng liên quan đến rất nhiều những cái pháp luật liên quan đến à, kinh doanh đến lúc nào đó lụn bại và phá sản cho nên là về cái mặt tâm linh mà nói đã có những cái thống kê hầu hết những người làm nghề giết chó cuộc đời ngay kiếp này sẽ không làm sao thứ đến là những người làm nhà gia đình bán thịt chó cho dù trước mặt rất lãi nhưng thì sau một thời gian cộng lại cũng không lãi được bao nhiêu. Cho nên là cái việc quan niệm các bạn đang tranh luận về vấn đề dinh dưỡng thì không bàn. Vì dinh dưỡng thì chó là hơn thịt lợn nó hơn các thịt khác hơn cá. Nhưng chúng ta nên nhớ trong cuộc đời này không phải cái gì cái nhiều dinh dưỡng để chúng ta mang ra làm thịt đâu có những cái, cái, cái việc chúng ta không phải thấy lợi mà ta làm ví dụ như thấy nhà hàng xóm giàu có không có nghĩa là sang lấy được vậy thì con chó là một cái sinh vật trung thành tận tụy với con người mà rất là thông minh Đấy. nó có thể giúp công an mà giải quyết các vụ án hình sự rồi là phát hiện những cái hàng dởm ma túy rất ích cho con người trong nhà giữ của và có nhiều khi con chó nó còn cứu được cả trẻ con khi mà nó nó thấy trẻ con rơi xuống nước nó còn nhảy xuống để nó cứu nhiều những pha chó cứu người thế thì với một cái à, sự kiện và những à, con chó như vậy thì là chúng ta có nên ăn thịt chó hay không có khi có nên vì một cái nhiều dinh dưỡng nhiều đạm ăn nó hay không vậy thì chúng tôi nghĩ rằng có nhiều cách à, có thể là có nhiều đạm nhiều cái thực phẩm có nhiều dinh dưỡng nhưng không phải vì thế mà chúng ta thịt những người bạn gần gũi nhất với con người trong các loại vật nuôi chó là loại gần gũi nhất mà ở tôi sang phương tây ấy, nó có những cái đi dắt chó đi chơi Thậm chí có người còn cho chó Ngủ cùng á Nằm trên giường Có những cô chủ mà yêu quý con chó Bế bồng con chó đi chơi Tất cả đấy là do cái thú của họ thôi tôi nói nhưng mà đây đang bàn đến cái chuyện ăn thịt chó Tức là những người Có một số dân tộc ở nước ngoài Không Không họ nghĩ đến ăn thịt chó họ kinh không, 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 không nghĩ đến chuyện đó Vậy thì theo tôi Phát biểu trên một ý nghĩa tâm linh à, là không nên ăn thịt chó. Về đứng về mặt tâm linh không ăn thịt chó, vì chó là người bạn rất gần gũi, trung thành với con người và đứng về phía sinh học có những con chó kiếp trước nó lại còn là con người nữa cơ, kiếp trước là con người. Để tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện, con chó kiếp trước là con người. Thì cái một hôm từ cái câu chuyện này từ cái thời Đức Phật còn tại thế là khi Đức Phật đi đến một cái làng đấy thì có một con chó nó nhảy xô ra nó sủa Đức Phật chỉ mắng nó một câu là hay ho gì cái kiếp chó ấy, mà còn sủa thế là con vật nó nghe mắng như vậy nó nó hiểu được nó nằm nó buồn nó lại trở về cái vị trí đến nằm nó buồn Thế cái anh chủ nhà, anh chủ nhà nó theo đạo Bà La Môn, anh nói là Này cái lão um, um, cô đàm kia, tại sao não lại bắn con chó nhà tôi Đến nỗi nó, nó buồn, nó không ăn cơm, không ăn nữa Làm sao? Thế thì Đức Phật tôi mới nói là Tôi nói cho anh rõ Con chó nhà anh không phải con chó bình thường Mà con chó nhà anh nó là bố anh ấy tái sinh vào đấy thì anh này nổi cơn vì đã mắng con chó nó không ăn mình đã bực rồi bây giờ lại bảo con chó là bố mình bảo 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 con bố mình là chó thì thì không còn gì là bực hơn nữa. anh ta định lấy phang cho ông này một cái bảo bố tôi là chó không chịu được, thế thay là tôi chửi nhau là đồ chó nó cũng là bực lắm thì đây bảo bố mình là chó thì bực lắm Thế Đức Phật bảo hay từ 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 Anh nghe, nghe tôi nói đã Nếu mà không đúng thì anh đánh tôi Tôi đứng đây tôi có chạy đâu Nếu mà tôi nói sai thì anh đánh tôi cũng chưa muộn Ờ ừ, được, Ông nói đi xem Và con chó này Nó là bố anh vì sao Khi lúc còn tại thế nó còn sống ấy, Bố anh Chắt chiêu đi làm lụng Được đồng nào thì dành dụng để mua những cái à, vàng xong bố anh đựng vào trong một cái lọ định đưa cho anh thì sợ anh có tiền vàng nêu đồng anh tiêu hết cho nên bố anh sẽ có dự định này cất đi cất giấu đi khi trước khi chết sẽ trao lại cho anh cho nên là bỏ vào cái lọ và trôn ở một góc nhà này, góc sân thế gì khi mà bố anh ra đi không kịp trăng chối lại cho anh về cái chỗ trôn vàng do vậy khi chết thì nhân dịp cái con chó nhà anh nó là chuẩn bị đẻ đấy bố anh đầu thai ngay vào cái con chó con ấy và khi con chó con lớn lên nó gai ra cái góc sân nó nằm đúng vào cái chỗ mà trước đây bố anh đã chôn cái con chó à chôn vàng ở đấy cho nên là nó nằm ở đấy ai đến cái chỗ cái góc đấy là nó sủa không cho động đến cái chỗ góc ấy cả. Thế thì cái chôn cũng không sâu lắm đâu, anh xôn chỉ sâu hơn một gang thôi. Thì anh đến anh đào, anh đào lên đây cho thấy, nhưng có một điều kiện là khi anh đào lên thấy được Hũ vàng rồi thì tự nhiên con chó nó sẽ chết. Thì sứ mệnh của nó chỉ nhằm mục đích duy nhất là giữ cái ổ vàng để trao lại cho anh thì thôi thế cái anh chủ nhà này anh này theo đảo ba La môn anh cũng nửa tin nửa ngờ thế tại sao mình lại không đi thí nghiệm thế là anh ta mang dụng cụ đến để chuẩn bị để anh đào thì con chó nó đang nằm chỗ đó thì nó thấy anh anh ta mang dụng cụ đến đào thì nó tránh ra để cho anh đào đúng cái chỗ con chó nó nằm hàng ngày ấy. thế khi đào quả nhiên đào sâu hơn một gang thì bắt đầu thấy được cái lọ vàng, cái hũ vàng. Và con chó nó đứng đấy nó quan sát. Nó xem, nó khi thấy anh vỡ được hũ vàng rồi thì bắt đầu. Nó mừng rỡ, mắt nó sáng lên mừng rỡ. Xong đầu tiên nó năn đùng cho nó chết. Như vậy thì anh này, anh chủ nhà này thấy hiện tượng này. Rõ ràng là gì? Là con chó nó nằm chỗ đấy. Mà Đức Phật bảo dưới đấy có vàng là đúng. Và đào xong con chó nó năn đùng nó chết là đúng. Và cái sự mắng của Đức Phật và hay ho gì kiếp chó Và nó con chó nó buồn con cơm cũng là đúng Và thế này anh này bị giật mình nghĩ lại Cái lúc bố mình còn sống Hàng ngày cúc cung tận tụy Làm lụng chắt chiêu Tiền không biết ông để đâu Bây giờ mới biết rằng à ông dành dụng Để cho con Lúc ấy anh mới thương cha quá Ôi cái thân cha cả một đời Sinh ra và nuôi nấng mình đến bây giờ đầu thai làm kiếp chó đau khổ lắm thế thì anh ta mới quay lại à, lễ đức phật nói rằng thế bây giờ ngài hãy cho tôi biết cần phải làm gì để chuộc ơn để tạ ơn tri ân bố tôi để đức phật nói rằng cả cuộc đời bố anh tận tụy com cóp mồ hôi nước mắt để tạo ra những cái à, những thỏi vàng để làm thành cái lọ vàng đó thì bây giờ anh hãy dùng cái lọ vàng đó đi làm thiện nguyện, đi làm điều thiện và mỗi khi anh làm được điều thiện thì anh lại khấn rằng nguyện đem công đức này hồi hướng cho phong linh của bố anh tên là thế này thế này, này, này được tỉnh giác, tâm thức ra khỏi cái nơi u tối đau khổ mà trở về cảnh giới yên lành anh cứ dùng cái vàng đó mà anh đi làm từ thiện và mỗi một lần anh làm từ thiện tới đây anh lại khấn một câu như thế thế anh này vì thương cha cho nên là cũng đem cái lọ vàng đấy đi à, để đi làm từ thiện và khi làm hết cái lọ vàng đấy thì hôm anh ngủ đêm anh bảo và nhờ cái công đức của con đã đem những cái vàng đó để đi làm từ thiện, cho nên là nhờ công đức phát nguyện công đức của con mà bố đã thoát khỏi cái kiếp và súc sinh và bây giờ bố lại trở về, bố sẽ được lên cõi trời. Thế thì con hãy tạ ơn đảnh lễ Đức Phật và con hãy đi theo Đức Phật để cho cái công đức được viên mãn. và thế là cái anh chàng bà la môn đó là đến để xin đảnh lễ. Làm đệ tử của Đức Phật Cái này là trong cái kinh Phật giáo cũng có cái Câu chuyện này Như vậy thì thông qua cái chuyện này chúng ta thấy Con chó à, Nó có vấn đề gì Nó là nói đến Cha mẹ sẵn sàng Làm trâu làm chó Cho con nó vui <laughs> Các vị thấy ngày xưa Khi mà chắc cả đây nếu như ai Làm bố Làm cha rồi Thì thấy là khi lúc mình con mình mới đẻ là có khi con nó thích cưỡi lên lưng nó bảo bố nằm à, trâu đi thế là mình lại cúi xuống cho nó nhảy lên lưng xong nó nó Nằm ngựa đi thế nó quật nó, nó gõ vào mình cái nó ngựa phía đi thế là nhong 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 cho nó chán rồi nó bảo thôi bố nằm chờ nằm chó đi thế bố đang làm chó thì sủa gâu 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 thế là cho con thích quá cười khé khé cười sặc sỡ Thế nó chán rồi Thế nó bảo thôi bố chết đi Nó lấy cái súng sản bắn Bu một cái nó bố đang nằm nó bố ngoẻo ra nhà cái Nó chết Tức là người cha người mẹ Sẵn sàng làm trâu làm chó nhé các bác nhé Làm chó Cho con Cho nên người ta nói là gì Là cha mẹ già Bằng ba lần dậu Bằng ba lần dậu chưa nói vòng mẹ còn bằng ba con ở đã, đã đành Nhưng vòng ba lần dậu Ba lần dậu thì cũng giống tương đương với chó dưới nhà thôi có gì đâu là Sẵn sàng làm trâu làm chó Tức là người ta ví những cái người trung thành tận tụy và không vụ lợi Đó là loài chó Loài chó Và thậm chí sẵn sàng tái sinh Làm con chó để mà giữ gìn nhà cửa tài sản cho con mình. Nghĩ đến câu chuyện sau khi đọc những câu chuyện như vậy, ăn ăn rơi thịt chó mình nghĩ con chó là kiếp trước nó cũng là kiếp người, không người thân thì người nào đó mà là kiếp người biến thành cái thân chó để trả nợ cho đời thôi. Ngay cả ngày bây giờ có những quan tham nhũng mà ăn của dân cũng giống như là kiếp sau chắc chắn phải trâu chó để trả nợ trả, à, trả nợ cho đời cho cuộc đời thậm chí tôi nói cái này là những cái vị mà ăn của đàn Na thiên chủ ăn cả đàn Na thiên chủ mà không ăn đàn Na thiên chủ mà không hề à, tiến tu không phải giác ngộ đạo chỉ do cái đàn Na thiên chủ dâng cúng thôi cái gọi là phàm phu ấy, phàm tăng thì cùng với cái hội tham nhũng là một ruột cả kiếp sau cũng làm trâu cũng làm chó để trả nợ cho đời thế thôi. Do vậy, từ những cái suy luận này và những cái những cái uh, cái luận, rồi là những cái ví dụ mà trong quá trình mấy chục năm chúng tôi đã làm về tâm linh, chúng tôi thấy rằng ăn thì chó giờ không biết ngon là lý do đó và nó cũng liên quan đến vấn đề tâm linh. Thì trở lại cái câu hỏi của bạn con người ta không ăn thịt chó. Không chỉ vì dinh dưỡng, không chỉ vì dầu đạm mà vì yếu tố tâm linh nữa. Cho nên theo quan điểm của riêng tôi, từ một người đã ngày xưa rất nghiện ăn thịt chó. Đến bây giờ thì tôi thấy không nên ăn thịt chó. Và như vậy nó mới làm cho cái mình ở đây nó mới văn minh hơn, nó mới nhân ái hơn chúng ta không chỉ nhân ái với con người đâu mà chúng ta đối xử với những con vật những con vật mà đã cùng à, trung thành tận tụy phục vụ cho con người thì không nên nỡ quay lại để làm thịt nó no. nó có gì vô cùng bất nhẫn và vô cùng dã man thì cảm ơn bạn đã có những cái câu hỏi mà à, thể hiện được sự bức xúc của rất nhiều người